Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký công điện chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên tuyến cao tốc Cam Lộ La Sơn thuộc địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế. Công điện nêu khoảng 10 giờ ngày 18 tháng 2 tại km 48 200 trên tuyến cao tốc Cam Lộ La Sơn thuộc địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Xe ô tô 7 chỗ mang biển kiểm soát 36A 48567 đã va chạm với xe đầu kéo mang biển kiểm soát 63C 13659 khiến ba mẹ con ngồi trên ô tô 7 chỗ tử vong. Ngay khi nhận được thông tin vụ tai nạn, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo gửi lời thăm hỏi ân cần, chu đáo và chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình các nạn nhân tử vong. Đồng thời chỉ đạo lực lượng công an và lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế tới hiện trường để chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn. Để kịp thời khắc phục hậu quả và ngăn chặn các vụ tai nạn giao thông tương tự, Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo cùng đồng Bộ Việt Nam phối hợp với các cơ quan có liên quan tiến hành rà soát và tăng cường tổ chức giao thông hợp lý trên tuyến cao tốc Cam lộ La Sơn. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trực tiếp chủ trì tổ chức hội nghị với các cơ quan, lực lượng chức năng đánh giá nguyên nhân, triển khai các giải pháp khắc phục tồn tại, bất cập, đồng thời xem xét xử lý nghiêm trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại chỉ thị số 10 năm 2023 về tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới, chỉ thị số 10 và công điện số 10 năm 2024 về bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp lễ hội xuân năm 2024 bên cạnh đó người đứng đầu chính phủ quán triệt ngành giao thông vận tải tăng cường giả soát hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông trên các tuyến cao tốc quốc lộ trọng yếu nhất là các tuyến cao tốc chỉ có hai làn xe và các tuyến cao tốc không có làn rừng khẩn cấp trong đó bộ giao thông vận tải cần đặc biệt lưu ý bổ sung các kết cấu hộ lan hốc cứu hộ cứu nạn trên các tuyến cao tốc quốc lộ trong cả nước Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn, tổ chức thực hiện nghiêm các chỉ đạo tại chỉ thị số 10, chủ động có giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, kịp thời, hiệu quả để đẩy lùi, giảm thiểu tai nạn giao thông, đảm bảo tốt nhất an toàn tính mạng, sức khỏe và tài sản cho nhân dân thủ tướng chính phủ yêu cầu bộ công an chỉ đạo công an tỉnh thừa thiên huế và công an các đơn vị có liên quan khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với tổ chức cá nhân vi phạm quy định gây ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng nêu trên công an các đơn vị có liên quan cần xác định làm rõ nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông và các nguyên nhân có liên quan để phục vụ công tác phòng ngừa tai nạn giao thông tương tự trong thời gian tới cũng theo yêu cầu của thủ tướng, lãnh đạo các địa phương chủ động có giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, kịp thời hiệu quả để đẩy lùi, giảm thiểu tai nạn giao thông, bảo đảm tốt nhất an toàn tính mạng, sức khỏe và tài sản cho nhân dân. Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra lúc 10 giờ sáng ngày 18 tháng 2 trên tuyến cao tốc Cam lộ La Sơn khiến 3 người tử vong, 3 ô tô hư hỏng nặng ngay khi clip ghi lại diễn biến vụ tai nạn được lan truyền trên các diễn đàn đặc biệt là diễn đàn về ô tô đã có hàng trăm ý kiến phân tích cách xử lý của tài xế xe con theo đó hầu hết ý kiến cho rằng nguyên nhân ban đầu do tài xế xe con đã vượt ẩu một người dùng mạng xã hội nêu ý kiến nếu đã đi đường lạ xác định vượt thì đúng luật vượt trái còn không thì đừng cố làm gì để đánh đổi tính mạng của những người thân bản thân vướng vọng lao lý tương tự tài khoản thanh hai cũng viết Thẳng thắn ra mà nói thì lỗi là của xe con, không làm chủ tốc độ, không chú ý quan sát vạch kẻ đường, vượt phải. Quan sát vụ việc này, luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp cho rằng, theo quy định của luật giao thông đường bộ, thì vượt xe di chuyển cùng chiều phía trước là tình huống giao thông, mà xe đi sau vượt xe đi trước. Khi vượt, các xe phải vượt về bên trái trừ các trường hợp được quy định trong luật giao thông đường bộ. Xe đi với tốc độ thấp hơn phải đi về bên phải khi có xe xin vượt, nếu đủ điều kiện an toàn, người điều khiển phương tiện phía trước phải giảm tốc độ đi sát về phần đường bên phải của phần xe chạy cho đến khi xe sau đã vượt qua, không được gây trở ngại đối với xe xin vượt. Chỉ khi nào đảm bảo an toàn thì xe đi sau mới được vượt xe phía trước. Trong đó điều kiện để đảm bảo an toàn là phải đảm bảo tầm nhìn, có khả năng quan sát của người vượt xe. Tầm nhìn vượt xe an toàn là khoảng cách đo dọc theo mặt đường tính từ mũi xe để một chiếc xe đang chạy trên đường hai làn xe hai chiều có thể vượt qua một chiếc xe khác chạy chậm hơn cùng chiều bằng cách chiếm dụng làn xe chạy phía chiều ngược lại và quay trở về làn cũ của mình một cách an toàn, luật sư Cường phân tích. Trong vụ việc này, cơ quan điều tra xác định người điều khiển chiếc xe ô tô con màu trắng có lỗi gây ra vụ tai nạn giao thông trên và đã khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can đối với người đàn ông này về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ theo Điều 260 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Trường hợp hai người tử vong thì người gây tai nạn có lỗi sẽ phải đối mặt với khung hình phạt là phạt tù từ 3 đến 10 năm, còn trường hợp ba người tử vong trở lên hoặc thiệt hại đến tài sản từ 1,5 tỷ đồng trở lên, người gây tai nạn sẽ chịu mức án 7 năm đến 15 năm tù, luật sư Cường nói. Trong vụ việc này, theo ông Cường, cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ hành vi của người điều khiển xe ô tô đầu kéo và người điều khiển xe ô tô tải để xem xét hai người điều khiển phương tiện này có lỗi gì không, có phải chịu trách nhiệm pháp lý hay không. Theo nội dung camera hành trình của xe ô tô đầu kéo thì người này đi đúng phần đường của mình và đoạn tai nạn là đoạn hẹp và hạn chế tốc độ, bởi vậy, cơ quan chức năng sẽ làm rõ người điều khiển xe đầu kéo có tuân thủ về tốc độ hay không. Nếu trường hợp tuân thủ về tốc độ thì người này không có lỗi và không phải chịu trách nhiệm pháp lý, không bị xử lý hình sự, đồng thời cũng không phải bồi thường thiệt hại đối với vụ tai nạn này. Ngược lại, chủ xe đầu kéo còn có quyền yêu cầu người nào có lỗi trong vụ tai nạn này phải bồi thường thiệt hại do chiếc xe đầu kéo bị hư hỏng, luật sư Cường phân tích. Do vậy, trong vụ việc này, luật sư Cường cho hay với nội dung thể hiện qua clip thì khó có thể bắt lỗi đối với người điều khiển xe đầu kéo. Rất có thể người này sẽ vô can đối với vụ tai nạn bởi họ đã đi đúng tốc độ, đúng phần đường và nguyên nhân vụ tai nạn là do xe ô tô con vượt ẩu. Tình huống tai nạn này có thể được xác định là sự kiện bất ngờ đối với người điều khiển xe đầu kéo. Tuy nhiên, người này cũng sẽ gặp rắc rối bởi chiếc xe này sẽ bị tạm giữ để tiến hành xác minh điều tra, sẽ bị triệu tập tham gia vụ án hình sự với tư cách là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan sẽ mất thời gian để làm việc với cơ quan chức năng trong quá trình giải quyết vụ án này. Đó thực sự là điều không may đối với các tài xế khi tham gia giao thông mà liên quan đến các vụ tai nạn. Đối với người điều khiển xe ô tô tải đi ngược chiều đâm vào xe ô tô con cũng có thể người này không có lỗi bởi đây là sự kiện bất ngờ nếu trường hợp người điều khiển xe ô tô tải đi đúng tốc độ và có chú ý quan sát Nội dung thể hiện qua clip cho thấy sự việc diễn ra rất nhanh. Chiếc xe ô tô con va chạm với xe đầu kéo và bị văng về phía trước. Đúng lúc đó thì xe ô tô tải đi ở chiều ngược lại đi tới và đâm va vào dẫn đến tai nạn liên hoàn. Trường hợp kết quả xác minh của cơ quan chức năng xác định người điều khiển xe ô tô tải này đi đúng tốc độ, đúng làn đường và có chủ ý quan sát sự việc diễn ra là bất ngờ thì người này sẽ vô can, không phải bồi thường thiệt hại và không phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với hậu quả của vụ tai nạn. Thậm chí, người này được xác định là người bị hại có quyền yêu cầu người gây ra tai nạn có lỗi phải bồi thường thiệt hại về sức khỏe và tài sản do vụ tai nạn gây ra, luật sư Cường nói. Theo báo cáo của cục cảnh sát giao thông bộ công an, nguyên nhân ban đầu xác định do ô tô con biển kiểm soát 36A48567 vượt bên phải rồi tạt sang trái và đầu xe container nên gây ra tai nạn. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn ma túy đối với ông Phan Đình Kiều, sinh năm 1969, trú xã Đắc Bà La, thành phố Con Tum, tỉnh Con Tum. Tài xế điều khiển xe ô tô con, biển kiểm soát 36A48567 là âm tính.